Biên nước cá thưởng của công chào quý anh chị xem video ha. Đó, nay mình cũng nay là cũng mười mấy tây ha, 29 tây tháng 1 rồi, gần cũng gần tới Tết ha, khoảng 2 tuần nữa là tới Tết dương lịch rồi. Thì những mẫu máy pin bọng thì mình cũng đã làm tranh thủ ha, làm trước đây. Thì anh em nào có đặt pin bọng máy thì cứ alo mình thì mình gửi ha, mỗi vùng mỗi khu mỗi khác. Nó quấn thì chờ biến áp ha, dây bọng nguồn đi hết rồi. Nó mạch thì cái tên theo cầu mình làm ha. Nó đang chắc đây ha. Nó thì như những cái máy anh em ta gửi tới mấy cục máy ha, mình cũng đang sửa và bảo trì cho mấy anh ha. Đó, còn mấy cái máy nằm với mấy cái máy trên bàn ha. Đó, đang xử lý ha. Đó, thì bên đây mình cũng đã lắp cục pin 12V ha, 24V luôn. Đó thì anh em mua bộ pin mà 350 ampe này á, mà một bên như vậy là 175, mà bên đây 175 cộng lại là 350 ampe. Thì nếu mà anh em xài hai cục bình thường là 12V ha, còn nếu anh em xài 24V thì mình sẽ cho anh em hai cái rắc này ha. Anh em câu 12V với anh em câu 24V ha. Tại vì giờ máy xài 24V nó mình cũng sẽ làm máy 24V ha. Máy 24V thì cái nguồn điện nó lấy đi ra nó sẽ thấp hơn tí, mà cái đầu nguồn đầu ra thì nó mạnh, mà nó mát máy thì nó bền hơn ha. Nó đánh sẽ được sâu rộng hơn tí. Nó thì để cấu quá hình mà pin ha, như máy nó thì quay sơ như vậy ha. Nay thì quay qua lại khoảng 2 tuần là tới Tết âm lịch ha. Bữa nay ngày ở dưới hình như là mùng 10 ha. Ha, mùng 10. Mùng 10 tháng 12 à. Đó, thì đây thì mình cũng còn pin bọng nhỏ xuồng thiền gì đó anh em cần cứ alo trực tiếp ha. Còn sạc bọng cò bóp anh em cần thì cứ alo mình gửi thôi. Đây. Đó. Còn anh em nào có mua máy mình tặng thêm vài cái ha. Đó, có khắc tên khắc chữ mình luôn ha, số điện thoại mình luôn. Mạch bọng thì theo tên yêu cầu mình luôn. Còn nó kẹp đồng ha, mình xài đồng mới 100% mất tiền từ trong ra ngoài ha. Đó, linh kiện là theo yêu cầu mình hết. Pin bọng máy móc ha. Đó, còn mạch bọng thì khắc theo tên theo chữ theo số hết ha. Đó. Đó, mạch nhỏ mạch lớn thì có đầy đủ hết ha. Đó, thì nói chung là lô hoạch tình nhiều lắm. Thì cái này cứ nói chung là cứ bán chút với chút vậy. Cây hay cây in về lần làm vài năm, 5-3 năm ha. Có những cái mạch mình in 2-3 năm, có những cái mạch xanh thì mới in về. Đó, 500 mạch thì giờ còn ít à. Còn mấy cái mạch nhỏ nhỏ mấy 8 thì 500 mạch thậm gì là cứ là bán hết luôn rồi. Giờ sẽ qua mạch đỏ thì nói chung là anh em nào dùng nào tỉnh nào thì mình bán theo cái bé ha. Còn pin bọng thì có bán cho anh em là pin nhỏ, pin xám, pin xanh rồi ha. Đó, loại nào cũng có hết, anh em phan cắt đèn nổi đầu hay là sạc dự phòng thì có đầy đủ hết. Đó, thì trong đây cũng có bán sạc cho anh em ha, bình đề xe máy rồi luôn, máy phan máy cắt, pin xịn là 5A, 4A, 4A giờ 550, 500 ha. Còn 5A thì 600 bao ship ha, bình đề xe máy là 800.000, bảo hành anh em 5. Còn mấy cục pin sạc dự phòng ha, đó thì pin mới 100 em xài 2-3 năm không có hư ha. Đó, có đầy đủ hết luôn. Còn sạc thì theo yêu cầu của mình ha, sạc thì mình có một giải đây. Đó, sạc thì theo yêu cầu của mình, có tên có số điện thoại nằm đây. Đó, còn pin thì có những pin lớn pin nhỏ ha. Đó, pin thì mình một nhà pin, còn đồ đạc mình quay ở trong ha, còn ở ngoài là mình không tính nữa. Còn những pin nhôm pin bọng thì mình cũng lấy về trước vậy. Đó, mình làm cho một lần mình test lên xong ok rồi làm thành phẩm rồi giao cho anh em thôi. Đó, khai đựng pin máy sạc xả test đó, pin bọng thì anh em biết mình này. Đó giờ thưởng một công bán pin với máy đó giờ anh em biết à, 6 năm nay. Đó, còn pin bên đây là thùng thùng ha, đầy pin đều có pin hết ra. Thùng nào cũng có pin hết. Full pin hết ra, cái nào hết thì mình dục ra ngoài luôn à. Chứ mình không có để lại ha. Đây. Đầy pin full hết ra. Đó, máy này là full pin hết à. Đó, pin này pin 280 à. Nó thùng vô mười mấy triệu vậy đó. Còn pin 250 à. Nó một thùng giải nè. Pin 88 à, bình đề xe máy à. Ha, pin 75 à. Pin trăm mấy rồi, nói chung là loại nào cũng có ha. Đó. Thì anh em có coi clip trước biết rồi. Còn pin bên đó này có phan máy cắt xịn nè. À. Có hãng Makita có à. Còn pin này thì có pin 30 ampe, 45 và 60 ha. Pin 30 ampe mà gắn mạch chạy 100A dễ sạc 5A vậy thì giá nó giờ 2 triệu. Có mạch cân bằng 5.5A nằm dưới à, chạy mạch 100A. Giá nó 2 triệu, còn 45 ampe là 2.7 gồm sạc 10 ampe. Còn 60 ampe thì giá 3.3 ha, là gồm cục sạc 10 ampe luôn, mình bán lấy tiền công thôi, lắp lấy tiền công. Đó, còn băng keo bọng điện đùng mà pin nè, đó. Thì anh em nào có coi thì biết rồi, còn mấy pin là pin 170 à. Đợt này về màu đen à, hổng mới về tâm sale nó hổng mới hết, mới quay mấy clip trước anh em có coi có biết rồi. Còn pin 50 bên đây xịn thì có 2-3 loại. Pin 50 thì giá nó là 3.5 triệu bảo hành 2 năm. Nó gồm sạc ba lô ha. Còn 58 ampe thì giá 3.8 triệu. 75 ampe thì giá 4.5 triệu ha. Còn pin 105 này thì giá 5.5 triệu à. Còn 155 thì 6.5 triệu à. À này, này là 155 à. 6.5 triệu này là 175 là giá 7 triệu à. Đó rồi nó bắt đầu qua tới 250 à. Đó, 250 này thì giá của nó là 250 này giá nó 10.300 à. Còn pin này là 288 là giá nó 11 triệu ha. Còn pin này là pin 310 à, giá của nó là 11.300.000. Những pin 3S này được bảo hành 2 năm hết ha. Đó, còn này là pin 350 là anh em thường lấy à, vỏ xanh vỏ đen cũng vậy thôi. Giá của nó là
12.500.000. Còn 24V là giá nó 14 triệu ha. Tại vì 24V giao cho anh em tới hai cục sạc này ha. Hai cục sạc 30A lận. Còn anh em mà mua 250 mình đưa có cục sạc này là đủ rồi. Còn 350 chia ra hai cọc á nên phải giao cho anh em hai cục dây. Nó với mình chia nguồn điện ra lên nó là 14 triệu ha. Đó không ấy thì anh em lấy hai cục pin 170 đôi nè. Đó vẫn ra 14 triệu. Đó thì rồi, còn cái kia thì nó liền. Đó còn hộp chống nước vẫn có, anh em nào xài kiểu như lội mương suối nói chung lộ quanh 5 tháng mới cần tới chống nước rồi chứ không ấy khỏi cần. Tại vì hộp chống nước á nó kín hơn, nó không tải nhiệt được, nó không thoát được chứ không gắn được mạch lớn mạch nhỏ cân bằng vô á thì nó sẽ bị nóng với lại nó hư pin. Thì pin 4W thì nó rẻ tiền, viên pin có trăm mấy ngàn viên à. Còn pin 3S thì nó giá trị cao hơn, 700.000 đến 1 triệu, 2 triệu viên thì tỷ lệ nó làm đạt chuẩn hơn. Và mình bán lâu và dài thì chất lượng nó cao hơn ha. Dòng xả nó lớn hơn mà chất lượng nó cao hơn mà chưa hư pin nữa. Đó thợ này là mấy cái hộp chống nước có sẵn nè. Đó thì bổ pin bổ máy ha, thì làm cho anh em từ A tới Z, anh em cần nào có lên trực tiếp cái nấy ha. Pin bọng thì mình sẽ đây. Đó bán thì bảo hành bảo trì cho anh em khỏi bơi lo ha. Pin bọng 3S là được bảo hành 2 năm hết ha. Còn pin 4S thì lắp lấy tiền công nên giá thành nó cũng rẻ. Đó, tụ bọng pin bọng hai dây điện nào có sắt sẵn hết rồi. Đó, giá trị mình làm là có xong quay vậy. Còn mạch bọng đợt trước mình cũng có quay cho anh em coi rồi ha. Có lần nào về mình cũng coi quay cho anh em show rồi. Đây có sẵn là không có chờ đợi gì ha. Đồ đạc mình làm có sẵn hết, chỉ cần hư hao sửa bảo trì bảo hành là đi trong vòng đi bữa trước bữa sau về liền ha. Không có đợi chờ gì, đồ mình có sẵn hết. Ha, tại vì vừa làm vừa bán cho anh em bán linh tiện linh tinh, em cần gì đó mình bán cho nấy. Nên là có sẵn hết ha. Có sẵn hết không cần đợi chờ gì hết. Đặt hàng là có, còn lão mà có trục trặc xử lý trong buổi ngày là về ha, buổi hai ngày là xong rồi gửi về ha. Sạc bọng mình lấy thùng sẵn rồi. Đợt trước về 500 cục sạc màu đó cũng gần hết rồi. Nó đợt trước mình để bên góc đó là gần hết rồi ha. Giờ tên đây còn ít hết rồi. Mạch đỏ mình cũng về ha. Mạch đỏ khắc tên chữ mình ha. Thì anh em biết bao nhiêu tiền một số điện thoại duy nhất ha. Nên anh em mua là khỏi phải lo một số điện thoại duy nhất à. Khỏi phải lo về vấn đề ở bảo hành bảo trì á. Đó. Anh em mua đồ thì chẳng có nhiều tiền ha. Nói chung là anh em mua đồ thì anh em lựa chỗ mua ha. Mua chỗ nào cũng tốn tiền. Đạt yêu cầu và chất lượng và được bảo hành chất lượng ha. Chứ bán được ham rẻ ham mắc, chỉ mua đã dễ nói cái miệng xong rồi hư hao điện thoại không bắt máy là tội nghiệp mấy người mua ha. Nó thì anh em nào mua hàng thì người là thông thái ha. Mình sẽ là lựa chọn, anh em mua chỗ nào cũng tốn tiền á. Mà số lượng khách hàng mình bán đó giờ rất là nhiều. Và mình cũng nói lại mình chỉ nâng cấp chỉnh sửa và đồ đạc bên cơ sở mình bán ra ha. Đồ mình bán ra mình lãnh, còn mình không bán ra mình không lãnh ha. Làm không có thời gian, mình không có lãnh ha. Anh em nào cần pin bọng máy móc gì đó hay gì đó, alo mình trực tiếp ha. Còn đồ bên mình thì bán 5-6 năm nay mình vẫn sửa bảo trì bảo hành cho anh em. Còn mấy người mà mấy cái đồ đẹp mình không bán thì mình không lãnh ha. Ngay lúc đầu từ video mình nói luôn ha. Đó, anh em nào có cần cái gì cứ alo mình trực tiếp. Còn pin bọng máy móc thì làm theo cầu mình hết ha. Đó, chỉnh sửa theo dùng miền nước chỗ anh em đi sao sao rồi ha. Bình bao nhiêu xài bao nhiêu tiếng, nói chung là tính toán cái alo trực tiếp mình ha. Số điện thoại mình có màn hình ha. Đó, anh em cần cái alo mình trực tiếp. Đó, máy móc thì có sẵn hết à. Đó, pin mới nè, kẹp là mắc tiền ha, xe điện silicon chịu nhiệt 8A kẹp là 200 độ C ha. Đó, kẹp đồng 100A Winsy phết mới 100% ha. Đó, hàng tụ bọng mới 100% hết, xài đồ mắc tiền ha. Còn lại số anh em ta xài hàng cũ, hàng tháo khối hàng thì kia nọ nó rẻ lắm. Một cái máy mình lắp tới 5-3 cái máy người ta bán được ha, không phải mình bán đồ của mình nói cho anh em thiệt tình là nói vậy ha. Mạch bọng là đều in tên yêu số của mình hết, với lại một phần nữa linh kiện của mình lắp ra cái gì cũng mắc từ trong ra ngoài. Còn anh em bán cái 6-7 triệu 5-7 triệu cái chục triệu mà lấy cái kẹp sắt có 2.000 gắn vô thì anh em cứ nghĩ đi, chất lượng đi đâu ra, dây điện cũng vậy, nhầm khi chưa được hai màu điện á, phết bọng nhôm bọng ta làm là mới kenshin luôn ha. Còn người ta làm cái nhôm bự bự che đừng ta che phết nhỏ phết có 1.000 con à, phết đó thì mình không có làm ha. Đó, mình vẫn có nhưng mình không có làm, đợt đó mà không có dịch á, đợt nào mà kẹt hàng á không có mới làm. Chứ còn bình thường thì mình làm rồi bắt tiền từ trong ra ngoài á, anh em thấy không, full bộ kiện đó ra. Những video mà những linh kiện mình lấy về hàng ngày, hàng tháng, hàng năm gì đó cũng mấy. Còn mấy phen mấy cắt mình xài một thùng ha, chứ không phải một hai cái đâu. Hãng nào mình cũng xài rồi ha. Nên cái đồ chất lượng hay không là mình theo mình là mình xài là số lượng nhiều thì tỷ lệ mình sẽ biết là cái nào hay cái nào giảm ha. Đó thì mình cũng quay tổng quan vậy thôi. Thì anh em nào tin tưởng mà mua máy móc pin bọng gì có vui lòng alo mình trực tiếp. Pin bọng thì nó có vô hộp cam, hộp chống nước, hộp đen này anh em thích thì mình vô, còn đa số mình vô hộp trắng không à. Đó, còn mình làm xong là máy phan, máy test bọng sạch xả có đầy đủ ha. Nguyên dòng máy này không là phải 40 triệu ha. Đó, thì anh em cứ nghĩ đi. Đó, thì đồ đạc mình làm là trừ trong ra ngoài ha, full hết. Galo bọng có đầy đủ cho anh em hết. Máy móc là bao cho anh em từ A tới Z ha. Máy móc pin bọng gì đó cứ alo trực tiếp. Mình tư vấn cho nó dễ. Đồ nói chung là phục vụ cho anh em 24/24 luôn ha. Anh em cần cái gì có cái đó. Đó, mình test xong rồi mình mới giao cho anh em ha. Chào tất cả mọi người xem video luôn ha.